Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên em đang có một chiếc check Marlin 5 siêu lướt luôn. Đó. Thì con này thì khách mua của bên em và khi mua về là anh ấy đã dán full ni lông rồi. Nhưng khổ cái là mua về nhưng mà lại không dùng. Hôm qua có mang qua bên em thì phải nói rằng là bụi biết nó kín mít cái xe luôn. Thì con này đã được lột hết ni lông rồi các bác. Đó thì em sẽ để lại một cái ảnh mà khi mà nó còn dán ni lông cho các bác xem. Đó. Con này thì đã được lột hết rồi. Rất là mới luôn. Check Marlin 5. Siêu đẹp. Con này màu đỏ size S nha các bác nhá, màu đỏ size S. Con này có sẵn chân trống rồi này. Rất là đẹp, màu đỏ, tem trắng, size S. Khi sử dụng size S thì chúng ta sẽ có một cái chiếc khung vọng. Đó. Mọi thứ rất còn mới. Xe thì xe này xe mua anh ấy mua cho vợ đi. Những cái chỗ này để cốc cà phê này, chỗ này là để cái điện thoại, cái điện thoại ở đây có đó. Hai cái này cũng là đồ đẹp nên là làm rất là chắc chắn, rất là ok. Xe thì nguyên bản 100% xe của nữ đi nhưng mà chị ấy không đi thì anh ấy lại để lại cho bên em cho nó đỡ phí. Rất là đẹp, cái này phù hợp cho các bác nào mà chiều cao thấp hoặc là các bác muốn mua cho chị em nhé. Đây cái ni lông để bóc cái logo này này, nó này còn chưa thèm bóc luôn, các bác nhìn chưa, còn chưa thèm bóc, còn ni lông này còn chưa thèm bóc này. Đó thì đi sơ lược qua một chút về cấu hình của em nó cho các bác ngắm được nhé. Đây là mặt bên đây của em nó các bác nhá. À, mặt bên đây chúng ta sẽ nhìn cái tổng thể cái xe nó rõ hơn, rõ ràng hơn về kiểu dáng xe này, về bộ chuyển động này. Đó, tổng thể cái xe nó sẽ như thế này. Đây, quay chi tiết hơn cho các bác xem nhé. Đó. Thì con này sử dụng phanh dầu này, phanh dầu của Techo này. Đó, phanh dầu Techo. Con này thì bên em đã được rửa, con này đã rửa rồi. Còn hôm qua thì nó bẩn lắm các bạn, bụi nhưng phải kít kịt vào. Phanh dầu của Techo nhé. Cuộc này là cuộc dầu này, dầu của Santur. Bộ chuyển động này dùng Shimano Antut. Hết sức cơ bản, cấu hình zin của hãng không có thay đổi một cái gì cả. Bánh thì bánh 275 29 2.0 này. Này các bác. Thì xe thì còn rất là mới. Quay vào cái lốp cho các bác thấy sao lại em lại bỏ nó rất là mới. Đây cái lốp của nó gai tụ này. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể nhìn cái bộ xích lít. Để biết được cái xe đi nhiều đi ít. Đó, đây. Đi rất ít luôn. Cực kỳ nào là mộc mạc. Đó. Cái đĩa này, có nhìn cái mặt đĩa nhé, để biết xem cái xe đĩa thì đi nhiều. Đó. Nó không bị hằn đấy các bác, nó không bị hằn kiểu hằn trắng phớ ra. Đó. Đây là cái xe đi rất là ít. Đôi lúc mà chúng ta nói xe đi ít thì cũng không được. Tại vì là trên cái chiếc xe nó có sẽ hiện hữu cái sự hao mòn của xe. Nên là mình nói là ít thì cũng không được, nên là sẽ là thực tế. Thì con này em đang bán là 10 triệu rưỡi các bác nhé. 10 triệu rưỡi con check Marlin 5 size S màu đỏ tem trắng này, rất là đẹp. Rồi các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho hẻm Selby nhé.